Còn những cái cây nó lên sau đây các bạn này. Đấy, những cây lên sau hầu như là phải qua Tết thì mới có hoa. Xin chào các bạn, chỉ còn vài giờ nữa là chúng ta sẽ tiễn biệt năm 2022. Thì lúc này mình sẽ quay hiện trạng cái vườn của mình lúc này. Lúc này cháy hết rồi, hoa nhà mình thì nói chung là không còn để mà cung cấp cho thị trường nữa rồi các bạn. Mình 27 Tết đã có nguy cơ cháy vườn rồi. Đây, lúc này chỉ còn một số những cái cây lụ nó nhỏ như này thôi các bạn này. Đây, những cái lụ này cắt thì chúng ta vẫn có thể cắm vào lọ để cho nó lở được, nhưng mà sẽ lở vào mùng 2 Tết. Mùng 1 thì nó chỉ hé ra thôi. Còn những cái cây nó lên sau đây các bạn này. Đấy, những cây lên sau hầu như là phải qua Tết thì mới có hoa. Sạch bóng hết các bạn, năm nay thì không có hoa mà bán. Hoa thực dược này. Ở địa phương các bạn thì không biết chứ địa phương mình thì mình có làm ra bao nhiêu hết bấy nhiêu. Vì mình cung cấp một cái thị trường nó rất là lớn, thị trường nội thành Hà Nội các bạn ạ. Đầu ra của mình thì nó mênh mông lắm. Cung cấp ở những cái đầu mối rất là lớn. Chỉ sợ Tết không có hoa thôi, Tết có hoa thì nói chung là bao nhiêu mình tiêu thụ cũng hết. Giá hoa thì năm nào nó cũng dao động. Cái giá bán buôn là thường thường nó rơi từ tầm 7, 8, 9 nghìn trở lên một cành. Đấy, những ngày giáp Tết có lúc thì lên đến 10 nghìn có. Nên là đầu ra nó rất là ok. Mà rất tiếc là năm nay cái vườn nhà mình nó khô. Mình không tát nước, không bơm nước được đầy đủ nên là hoa của mình nó bị ngắn cây là một, hai nữa là nó lên không đều, không đồng đều. Sang năm thì mình lại phải chọn cái giải pháp khác để mình canh tác trên cái đất vườn nhà mình nó khô. Mình sẽ chọn cái phương án khác. Còn nó cứ khô như này mà mình trồng năm nào cũng như này thì tỷ lệ nó ra hoa vào Tết rất là ít các bạn ạ. Cây nó lên không được đồng đều. Đối với thực dược khi mà nó phát triển ở cái thời điểm mà cây nó cao khoảng độ 20 cm nó rất cần nước các bạn. Chúng ta có thể bơm nước vào rãnh này. Lúc nào cũng cung cấp nước độ ẩm độ 80% cho nó. Thì là cái cây hoa thực dược nó phát triển rất là nhanh. Còn nếu mà không có nước thì cây hoa thực dược nó sẽ chậm đi và nó sẽ không phát triển được chiều cao. Cây nào khỏe thì nó phát triển trước thì nó cho hoa trước, còn cây nào nó yếu nó phát triển sau thì nó sẽ cho hoa sau, nên là nó sẽ bị chậm. Nó không đồng đều. Nếu mà mình trồng ở ngoài ruộng thì lúc này của mình hầu như là cắt đâu hết đấy, không còn như này đâu. Còn trồng ở vườn thì nó lên cứ lác đác như này thôi các bạn. Do cái nước lôi nó không đầy đủ, cung cấp nó không đầy đủ, thời tiết năm nay nó bất thuận. Nụ thì rất là nhiều các bạn. Này thì mình tiêu thụ vào sau Tết, đến giờ mang riêng thì là hết rồi các bạn. Nói chung là hoa thì bán lúc nào cũng được. Cái bán vào Tết thì cái giá cả nó được cao hơn, lợi nhuận mình thu về nó sẽ được nhiều hơn. Đấy, phía đằng này thì những cái luống này nó lên trước hơn thì mình đã cắt gần hết rồi các bạn. Đấy, còn loáng thoáng đôi cây thôi. Còn những cái luống này lên sau này thì mình cắt nó vẫn còn đấy các bạn. Nó vẫn còn. Đấy. Mình chỉ sợ Tết đến không có hoa bán thôi, chứ còn mình không sợ đầu ra. Đầu ra của mình thì nó rất là mênh mông. Thì nếu mà không có đầu ra thì không dám trồng nhiều đâu các bạn ạ. Mình thì khách người ta đặt hết rồi. Hầu như là mình chỉ đóng hàng, mình giao người ta là xong rồi. Mình không sợ đầu ra. Còn nếu mà đầu ra mà cái lẹt đẹt đi bán lẻ thì thôi, mình chỉ dám trồng độ xào trở lại thôi. Năm nay thì mình trồng hoa ngoại nhiều. Hoa ngoại chủ chốt là mình trồng, mình lấy củ nên là mình trồng muộn. Trồng muộn là chủ yếu là để sau lấy củ là chính các bạn. Mọi năm thì cứ trồng hoa lội nhiều. Tết đến rất là rực rỡ, như năm nay mình đã cắt giảm một lửa hoa lội và mình trồng một lửa hoa ngoại. Mục đích là nhân giống để tạo ra nhiều giống cây hoa thực dược ngoại. Nên là có trồng muộn. Còn nếu mình chủ động mình trồng hoa thực dược mà cắt cành hoa lội này thì mình trồng hết cả vườn. Kể cả cái lúc này mình thu hoạch nó có lẹt đẹt như này, nhưng mà tổng một cái vườn nhà mình mấy sào này thì nếu mà thu hoạch bông thì nó cũng rất là nhiều. Năm nay kế hoạch của mình là trồng hoa ngoại 50% và hoa lội 50%. Thì hoa ngoại trong quá trình nhân giống thì vừa nhân vừa đợi, vừa trồng. Mỗi một đợt nhân đợi trồng nó rất là lâu. Nên là chỉ
bán được một ít thôi các bạn, ít hoa ngoại thôi, còn chủ chốt là sau này nó ra muộn, ra muộn nếu mà thị trường còn tiêu thụ được thì vẫn kiếm được, còn nếu thị trường nó rẻ quá mà tiêu thụ nó chậm thì lúc đó mình để lại mình lấy củ thôi. Đấy. Mình năm nay là mình trồng 50-50 chứ không phấn đấu là trồng toàn bộ hoa cắt cành, vì là diện tích vườn nhà mình nó cũng có hạn thôi, chỉ rơi vào khoảng độ 4 sào đấy các bạn. Một sào mình trồng hoa hồng rồi, 6 sào thì là một sào mình trồng hoa hồng, một sào là ở rồi, còn 4 sào thì 2 sào trồng hoa thực dược lội cắt cành như mình đang quay cho các bạn xem đây, còn 2 sào thì trồng hoa thực dược ngoại. Những video trước mình quay cho các bạn xem đấy, cây nó vẫn còn ngắn ngắn đấy, đấy là mình trồng để mình lấy giống. Còn năm sau thì mình sẽ mở rộng thêm ra ngoài ruộng các bạn, để mình trồng hoa cắt cành. Còn hoa ngoại tháng năm mình sẽ ưu tiên mình trồng ở cái vườn này nhiều hơn, mở rộng hoa ngoại ra để trồng nhiều hơn. Còn hoa lội tháng năm thì mình sẽ đưa ra ngoài ruộng mình trồng. Video của mình đến đây là hết. Nếu các bạn thấy hay cho mình một like, một đăng ký kênh và nhớ ấn chuông thông báo để đón xem những cái video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video.